Cuốn 33 chương 45 giải thích đến bờ kia. Kinh lại nữa, Xá Lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đến bờ kia của hết thảy pháp hữu vi vô vi nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: bờ kia là đối với pháp hữu vi vô vi đến tận bờ mé nó. Thế nào là bờ kia? Là dùng đại trí tuệ biết rõ hết thảy pháp hữu vi, các tướng chung tướng riêng của nó đều biết rõ. Đối với pháp vô vi, từ Tu Đà Hoàn cho đến Phật, thầy đều biết rõ nghĩa tướng của pháp hữu vi vô vi như trước đã nói. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn biết quá khứ vị lai hiện tại của các pháp như các pháp tướng vô sanh tế nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: hỏi, trên kia đã nói như sau này còn nói lại? Đáp: trên chỉ nói ngay các pháp như, nay nói pháp ba đời đều như, trên nói lược, đây nói rộng, trên nói một, đây nói ba. Pháp tướng tức là pháp tánh, vô sanh tế tức là chân tế, quá khứ pháp như tức là pháp tướng quá khứ, vị lai hiện tại cũng như vậy. Lại nữa, quá khứ pháp như tức là vị lai hiện tại pháp như tức là quá khứ vị lai pháp như, vị lai pháp như tức là quá khứ hiện tại pháp như. Vì cớ sao? Vì tướng như chẳng phải một, chẳng phải khác. Lại nữa, như trước nói hai thứ như, một thế gian như, hai xuất thế gian như. Dùng thế gian như thì ba đời mỗi mỗi khác, dùng xuất thế gian như thì ba đời là một. Lại nữa, pháp tướng là nghiệp dụng của các pháp, được tạo tác nhân duyên quả báo của các pháp, như lửa là tướng nóng, nước là tướng ướt. Như vậy phân biệt các tướng riêng khác về nhân duyên quả báo của các pháp, như trong mục thị xứ phi xứ lực ở trước nói, ấy gọi là pháp tướng thế gian. Nếu đối với các pháp ấy truy cầu tầm cứu nhập vào vô sanh pháp, không còn gì quá hơn nữa, ấy gọi là vô sanh tế. Hỏi: như pháp tướng có thể phân biệt có ba đời, còn vô sanh tế là pháp vị lai, làm sao có quá khứ hiện tại? Như trong A Tỳ Đàm nói, sanh pháp là quá khứ hiện tại, vô sanh pháp là vị lai và pháp vô vi, làm sao muốn khiến cả pháp quá khứ hiện tại có vô sanh? Đáp: các đoạn như trước nói phá sanh pháp, thời hết thảy pháp đều vô sanh, chứ đâu chỉ vị lai vô sanh. Như trong chương giải thích nghĩa chữ nhất thời đã phá ba đời, ba đời một tướng, đó là vô tướng, như vậy là tướng vô sanh. Lại nữa, vô sanh là niết bàn, vì niết bàn không sanh không diệt. Niết bàn là rốt ráo cuối cùng không còn sanh trở lại mà hết thảy pháp tức là niết bàn, nên Phật dạy hết thảy pháp đều là vô sanh tế. Kinh: lại nữa, Xá Lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát muốn ở trước hết thảy thanh văn bích chi Phật, muốn hầu hạ chư Phật, muốn làm nội quyến thuộc của chư Phật, muốn được đại quyến thuộc, muốn được Bồ Tát làm quyến thuộc, muốn thanh tịnh báo đáp ơn đại thí nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: hỏi, nếu Bồ Tát chưa sạch hết lậu, làm sao được ở trước bậc thánh nhân sạch hết lậu? Đáp: Bồ Tát khi mới phát tâm đã ở trước hết thảy chúng sanh, huống gì đã nhiều kiếp tu hành. Bồ Tát công đức trí tuệ lớn nên đời đời thường lớn, có thể làm lợi ích cho thanh văn bích chi Phật. Chúng sanh biết ơn Bồ Tát nên tôn sùng kính trọng, cho đến ở trong súc sanh cũng là tôn trọng. Như Bồ Tát kiếp xưa làm nai, màu sắc như vàng, sừng bạch báu, nằm trong nai, tùy tùng thờ, kính thờ. Nếu hút sanh trong loài người, đời tốt làm chuyển luân thánh vương, đời ác làm thường làm đại vương hộ trì Phật pháp, lợi ích chúng sanh. Nếu hút xuất gia gặp đời có Phật pháp, thời làm vị đại độ sư cho đời, hương hiển Phật pháp. Nếu hút gặp đời không Phật pháp, thì làm đại sư ngoại đạo, tu hành bốn vô lượng tâm, A La Hán bích chi Phật, tuy được vô lậu mà việc lợi ích ít. Ví như một thằng váng sữa tùy tìm mạch, chẳng bằng cao sữa đầy nước biển lớn. Bồ Tát tùy trí tuệ hữu lậu mà đến khi thành thục thời lợi ích vô lượng. Lại nữa, bốn sự cúng dường dụng cụ trợ đạo cho A La Hán bích chi Phật phần nhiều do Bồ Tát mà có được. Như kinh Lăng Nghiêm nói, Văn Thù Sư Lợi 72 ức kiếp làm bích chi Phật, giáo hóa người tu pháp bích chi Phật khiến họ được thành đạo. Vì vậy nên Bồ Tát ở trước thanh văn bích chi Phật, muốn hầu hạ chư Phật Thích Ca Văn Phật khi chưa xuất gia, xa nạp hầu hạ.
Yêu đà gia làm trò vui, củ tỷ gia, gia du đà, các thể nữ làm nội quyến thuộc. Khi xuất gia tu khổ hạnh 6 năm, có 5 người hầu hạ. Khi thành đạo có Di Hỷ, La Đà, Tu Na, Sát Đa La, Ana Hàm, Bật Tích, Lực Sĩ, ấy là nội quyến thuộc. Đại quyến thuộc Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Phú Lâu Na, A Nậu Lông Nâu Đà và các thánh nhân và Di Lặc, Văn Thủ Sư Lợi, Bạt Đà Bà La, các Bồ Tát nhân sanh bổ xứ không thối chuyển, ấy gọi là đại quyến thuộc. Lại nữa, phải có hai thân, một pháp tánh sanh thân, hai tùy thế sanh thân. Quyến thuộc của thế gian thân như trước đã nói. Quyến thuộc của pháp tánh sanh thân là vô lượng vô số Bồ Tát nhất sanh bổ xứ theo hầu. Vì cớ sao? Vì như trong kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát nói, lúc Phật sắp sanh có 84.000 Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tiền đạo. Bồ Tát Phật theo sau sanh ra ví như bóng mây lộng trong. Lại như kinh Pháp Hoa nói, các Bồ Tát từ đất vọt lên đều là nội quyến thuộc, đại quyến thuộc. Bồ Tát làm quyến thuộc, có Đức Phật lấy thuần Bồ Tát làm quyến thuộc, có Đức Phật lấy thuần Thanh Văn làm quyến thuộc, có Đức Phật lấy cả Bồ Tát và Thanh Văn xen lộn làm quyến thuộc. Cho nên nói chỉ muốn lấy Bồ Tát làm quyến thuộc nên học Bát Nhã Ba La Mật. Quyến thuộc có ba hạng, thượng trung hạ. Hạ quyến thuộc thuần Thanh Văn, trung quyến thuộc lẫn lộn Thanh Văn Bồ Tát, thượng quyến thuộc thuần Bồ Tát. Thành tịnh báo đáp ơn đại trí, có người nói Bồ Tát chứa nhiều phước nhưng chưa trừ hết phiền não, lãnh thọ của người tín thí chưa thể thanh tịnh báo đáp. Phật dạy Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thấy các pháp đều không, không thể có được, huống gì các kiết sử. Bồ Tát vào trong pháp tánh không thủ chứng thật tế, cho nên có thể thanh tịnh báo đáp phước thí chủ. Lại nữa, công đức Bồ Tát rộng lớn, từ khi phát tâm lại đây muốn thay thế hết thảy chúng sanh, chịu mọi sự khổ, muốn đem hết thảy công đức cho hết thảy chúng sanh, vậy sao mới hít cầu Phật đạo trong mình, nhưng việc ấy không thể được, nên mới tự thành Phật để độ hết thảy chúng sanh. Lại trí nguyện Bồ Tát không ràng buộc theo vô số kiếp, cũng như thế gian như pháp tánh thật tế, hư không trụ lâu, tâm Bồ Tát trụ thế gian làm lợi ích chúng sanh cũng lâu như thế, không có cùng tận. Bồ Tát như vậy mà không thể thanh tịnh báo đáp phước thí chủ thì ai có thể thanh tịnh báo đáp? Như cha mẹ tuy có kiết sử các ác, vì một đời làm lợi ích cho con nên nhận sự cúng dường của nó, khiến nó được đại phước, huống gì Bồ Tát không có các kiết sử mà trụ vô lượng đời làm lợi ích chúng sanh mà không thanh tịnh báo đáp. Lại nữa, Bồ Tát chỉ có bi tâm không có bát nhã mà còn có thể lợi ích, huống gì tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, nếu Bồ Tát không còn kiết sử, tại sao còn thọ sanh ở thế gian? Đáp, trước đã nói Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, được pháp tánh sanh thân nơi nơi biến hóa để độ chúng sanh, trang nghiêm thế giới. Do công đức ấy nên tuy chưa thành Phật mà có thể thành tịnh báo đáp phước thí chủ. Kinh, lại nữa Xá Lợi Phất, Xá Bồ Tát Ma Ha Tát muốn không khởi tâm san tham, tâm phá giới, tâm sân nhuế, tâm sân giận, tâm tán loạn, tâm si, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, sáu thứ tâm xấu này làm chướng ngại sáu Ba La Mật, như khi Bồ Tát bố thí, nếu có tâm xen lẫn nổi lên, thời làm cho việc bố thí không thanh tịnh, tức là không thể đem vật bố thí, không thể đem vật tốt thí, hoặc cho vật tốt, không thể cho nhiều, hoặc cho vật ngoài, không thể cho vật trong, hoặc có thể cho vật trong, không thể cho hết, đều do tâm xen lẫn. Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật biết hết thảy pháp, không ta, không của ta, các pháp đều không, như mộng, như huyễn, đem thân đầu mắt, xương tủy, bố thí như cỏ cây. Bồ Tát tùy chưa đắc đạo mà muốn thường không khởi tâm san lẫn, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Các người khác để dục đắc đạo nên không sanh tâm phá giới. Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên không thấy hết sự phá giới. Vì cớ sao? Vì giới là chú xứ của hết thảy công đức thiện, ý như đất là chỗ nương tựa của muôn vật, phá giới còn không được các đạo quả khác, hướng được vô tượng chánh đẳng chánh giác.
Vì vậy nên không khởi tâm phá giới, lại nghĩ rằng pháp của Bồ Tát là an lạc chúng sanh, nếu phá giới là não loạn tất cả. Vì vậy Bồ Tát còn không khởi tâm phá giới, huống gì phá giới. Hàng tiểu thừa và phàm phu còn không nên khởi tâm tức giận, huống gì Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thân là đồ chứa khổ, đúng pháp phải tự chịu khổ não. Ví như người phạm tội tự chịu hình giết, tự làm tự chịu, không nên oán người, chỉ nên tự thủ hộ tâm, đừng cho khởi niệm ác. Ví như người gặp gió mưa nóng rét cũng không nổi giận, lại nghĩ rằng Bồ Tát cầu Phật đạo, lấy tâm đại bi làm gốc. Nếu ôm lòng sân hận, thời tiêu mất trí nguyện. Người sân hận còn không được cái vui thế gian, huống gì cái vui của đạo. Người sân hận tự không được vui, làm sao có thể đem vui cho người. Người giải đãi còn không thể thành được việc tốt thế gian, huống gì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như ruồi cây lấy lửa mà thường ngưng nghỉ, thời không hẹn được lúc có lửa, tâm tán loạn ví như đèn giữa gió. Đèn tuy có sáng mà không thể chiếu hút vật. Trí tuệ ở giữa loạn tâm cũng như vậy. Trí tuệ là cội gốc của hết thảy thiện pháp. Nếu muốn thành tựu trí ấy trước phải nhiếp tâm, vậy sao mới thành được. Ví như người cuồng say, việc tự lợi lợi tha tốt xấu đều không hay biết. Tâm tán loạn cũng như vậy, việc tốt xấu thế gian còn không biết rõ, huống gì pháp xuất thế gian. Tâm người ngu si, tất cả việc thành bại đều không biết nổi, huống gì nghĩa lý vi diệu sâu xa. Ví như người không có mắt, thời hoặc xa hầm hố, hoặc vào đường quấy, người vô trí cũng lại như vậy. Không còn mắt trí tuệ để thọ nhận, nên thọ nhận say đắm tà pháp, không lãnh thọ tà kiến. Người như vậy, việc thế gian gần còn không thành được, huống gì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát do lực tu hành bát nhã ba la mật nên có thể chứng ngăn sáu tệ ấy và thanh tịnh sáu ba la mật. Do vậy nên nói, nếu muốn không khởi sáu lên, khởi lên sáu tệ, nên học bát nhã ba la mật. Kinh lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn hết thảy khiến hết thảy chúng sanh an lập nơi chỗ phước bố thí, chỗ phước chỉ giới, chỗ phước tu định, chỗ phước khuyến đạo. Muốn khiến chúng sanh an lập nơi chỗ phước tài của phước giáo pháp, nên học bát nhã ba la mật. Luận hỏi, thế nào là gọi là chỗ phước? Đáp, trong A Tỷ Đàm nói, phước là nghiệp thân khẩu ý hữu lậu thiện. Lại có người nói phước là vô phú vô ký. Vì cớ sao? Vì là quả báo do nghiệp hữu lậu thiện nên được vô phú vô ký. Phước là quả báo cũng gọi là phước. Như người thế gian thành được đại sự, làm nên nhiều việc, gọi đó là người phước đức. Phước này lược nói có ba thứ là bố thí, trì giới, tu định,